Xin chào các bạn đã trở lại với Techmark Việt Nam. Hiện tại thì chúng ta đang có hai chiếc hộp ở trên bàn và chắc không cần phải giới thiệu nhiều thì các bạn cũng biết ngay đây chính là hộp của iPhone 8 Plus. Bởi vì có một điểm khác biệt rất lớn, đó là đây là lần đầu tiên Apple có một chiếc hộp màu đen cho những chiếc điện thoại của mình. Bên cạnh này thì mình có chiếc hộp của một chiếc iPhone 7 Plus và các bạn có thể thấy hộp nó màu trắng nhé. Và iPhone 8 Plus thì lần đầu tiên chúng ta có một chiếc hộp màu đen và phía mặt trước của chiếc hộp chúng ta có hình mặt lưng của chiếc iPhone 8 Plus. Và cái mặt lưng này thì nó khác với cả mặt lưng của iPhone 7 Plus ở chỗ là nó hình bóng lên như thế này và có một đường vắt chéo để thể hiện rằng cái mặt lưng này là mặt lưng kính. Và xung quanh chiếc hộp thì chúng ta vẫn có những cái chi tiết rất là giống với cái thế hệ iPhone trước, đó là chiếc iPhone ở hai cạnh bên này và logo hình trái táo ở trên và dưới đáy. Ở mặt sau thì chúng ta vẫn sẽ có dung lượng của phiên bản bên trong, 128GB iPhone 7 Plus hay là 8 Plus thì là 64GB. Những thông tin còn lại của thiết bị cũng được sắp xếp y chang như vậy, không có gì khác cả. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là bên trong nó sẽ có gì. Cách đóng seal của iPhone 8 thì cũng giống như là iPhone 7 Plus. Chúng ta có thể bóc từ dưới lên như này. Và chiếc seal này một khi nó bóc ra là thôi, coi như vứt đi luôn. Đó. Rồi. Cách bóc seal từ những chiếc iPhone mới bây giờ nó rất là đơn giản. Như vậy thôi là xong. Rất là gọn gàng. Và đây là chiếc hộp của iPhone 8 Plus. Wow. Bên trong chúng ta sẽ có hộp đựng sách hướng dẫn và đây là chiếc iPhone 8 Plus của chúng ta. Cảm nhận đầu tiên của mình về chiếc iPhone 8 Plus này đó là nhấc cái hộp giấy lên thì trông nó cảm giác chả khác gì iPhone 7 Plus cả. Đây mình cũng sẽ bóc luôn chiếc iPhone 7 Plus ra để các bạn có thể nhìn thấy trực tiếp luôn. Đây. Đây là iPhone 7 Plus nha. Hộp nha. Đó. Chúng ta gần như là không nhận thấy cái sự khác biệt nào từ cái loa thoại đằng trước này, rồi camera trước này, rồi nút home này, giống nhau y xì đúc, không có khác biệt. À, hộp của iPhone 7 Plus thì có vẻ như là thấp hơn của iPhone 8 Plus. Để chúng ta xem mặt sau. Mặt sau mới là cái điểm khác biệt lớn nhất. 7 Plus của mình đang là matte black, tức là cái mặt lưng nó nhám. Còn đây là 8 Plus, mặt lưng kính và nó có thể sáng bóng lên. Lát nữa mình sẽ bóc seal ra. Bây giờ sẽ là phụ kiện bên trong. Với phụ kiện của iPhone 8 Plus thì chúng ta sẽ có một cục sạc này, một tai nghe Lightning và chúng ta có các chuyển đổi giống như là iPhone 7 thôi, 7 và 7 Plus. Còn đây là các Lightning đi kèm và hết rồi. Đây là cái màn mà rất nhiều bạn thích, mình cũng thích này. Cảm nhận đầu tiên của mình về chiếc iPhone 8 Plus này thì nó cho mình cảm giác giống như là iPhone 6 xong cộng với cả iPhone 4 xong chia đôi ra thì nó ra cái iPhone 8 này. Bởi vì là iPhone 4 chúng ta được biết là nó có hai cái mặt kính đằng trước và sau. iPhone 8 cũng như vậy, 8 và 8 Plus chúng ta sẽ có thiết kế thì về form chúng ta vẫn có thiết kế giống với cả iPhone 7 và iPhone 6 trở về trước. Cong ở tất cả cạnh, về thiết kế này có lẽ mình không cần phải nói nhiều nữa. Và nó có cái đường dài anten giống như iPhone 7 và 7 Plus, nó sẽ chạy lên trên này. Nhưng mà thật ra là nó không cần phải chạy lên trên nữa bởi vì mặt sau đã kính rồi, chúng ta chỉ còn dài anten ở hai bên cạnh bên trên và dưới như thế này mà thôi. Ở cạnh đáy thì chúng ta vẫn có một cổng Lightning duy nhất, hai khe, một bên là cho loa thoát âm, một bên là mic gì đó. Ở trên này chúng ta không gì, bên cạnh trái chúng ta có nút tăng giảm âm lượng và gạt chuyển chế độ. Về cái vị trí của cái nút này thì đó, các bạn có thể thấy không khác gì với cả iPhone 7 Plus cả, y chang. Bên cạnh phải sao, nút nguồn, khe sim, tất cả đều giống y hệt, y xì đúc. Ồ, và với cái vị trí camera như này thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng ốc lưng của iPhone 7 Plus cho iPhone 8 Plus. Bởi vì các bạn có thể thấy cái vị trí camera y hệt. Camera của iPhone 7 Plus thì có vẻ như là có kích thước lớn hơn một chút, bởi vì là cái phần viền này nó sẽ là cong từ cái vỏ nhôm lên trên, trong khi iPhone 8 Plus thì sẽ là cái phần viền một cái miếng kim loại. Đó, nó lồi lên như thế này và camera kép ở đây. Đây là đèn flash 4 tông màu và cái mặt kính này thì cái màu sắc của mặt kính cho mình có cảm giác nó không hẳn là màu đen sâu thẳm như là cái màu Midnight Black của Samsung Galaxy Note 8 hay là Galaxy S8, mà cái màu đen này thì nó hơi xám một chút. Khi mà các bạn nhìn nghiêng thì sẽ thấy nó đen, nhưng mà khi mà nhìn thẳng trực diện với ánh sáng trực tiếp vào thì sẽ thấy nó hơi sáng 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 sáng. Và nổi bật nhất là cái quả táo ở giữa này được làm sáng bóng lên. Chúng ta cũng không có những cái thông tin ví dụ như là design by Apple gì gì đấy, Face ID tới này. Có thể là cái phiên bản iPhone 8 Plus của mình nó khác với những phiên bản khác. Và bây giờ chúng ta sẽ bật máy lên để chắc chắn cho các bạn đây không phải máy Android nhá. Đó. Và bây giờ mình sẽ thử cắm sim để active.
Nhân tiện chúng ta sẽ so sánh một chút cái sim của iPhone 8 Plus và 7 Plus. Thì ngay cái mắt thường mình cũng có thể thấy là màu sắc của chúng khác nhau rồi. Cái màu chất liệu của nó, bên này thì cái 8 Plus thì trông màu đen nhưng mà nó hơi xám hơn một chút. Còn bên 7 Plus phiên bản Matte Black thì nó đen hoàn toàn luôn. Và mình đã có cắm thử và thay sim của 7 Plus không thể nào vừa với cả 8 Plus. Đó, nó sẽ bị thừa ra như này. Và trong cái phần cài đặt thì chúng ta đã thấy một cái điểm mới so với iPhone 7 và 7 Plus, đó là chúng ta có thiết lập cài đặt cho màn hình True Tone. Đây chính là cái phần mà Apple họ giới thiệu rất là kỹ trong cái buổi giới thiệu ra mắt iPhone mới của mình, đó là cái màn hình của họ, màn hình OLED True Tone. Và cái điều mà chúng ta thắc mắc nhiều nhất đó là cái camera của nó sẽ hoạt động như nào, nhất là với cái chế độ mới. Đấy, thì đây mình sẽ xem luôn cái camera này, ảnh này, ảnh chân dung này. Đó, chúng ta sẽ có ánh sáng tự nhiên này, rồi thì các thể loại. Đúng như là Apple họ đã giới thiệu, và đây là tính năng mới mà chỉ có iPhone 8 trở lên thì chúng ta mới có tính năng này. Đây các bạn có thể thấy là ánh sáng tự nhiên và nó đã xóa phông đằng sau. Đây là ánh sáng trường quay này, ánh sáng viền và ánh sáng trường phông, nó sẽ chỉ đúng vào mặt thôi và chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh sửa lại. Bây giờ mình sẽ sửa ánh sáng tự nhiên, ánh sáng trường quay nhé. Ok, nó sẽ lưu ảnh. Sau khi chụp xong rồi thì mình vẫn có thể chỉnh sửa được các chế độ hình ảnh. Đó, rất tuyệt vời, các bạn có thể thấy rất đơn giản. Ánh sáng sân khấu ấy, đó, ánh sáng viền, ánh sáng trường quay và ánh sáng tự nhiên, tức là ảnh gốc mà mình chụp. Và để làm được cái điều này thì chắc chắn là iPhone 8 Plus nó sẽ phải lưu lại hình ảnh từ cả hai camera, sau đó nó sẽ sử dụng các thuật toán để chỉnh sửa về ánh sáng, về cái độ sâu trường ảnh. Đây là cái điều mà Samsung họ đã quảng cáo với Galaxy Note 8, đó là lưu cả hai ảnh cùng lúc. Chẳng qua là Galaxy Note 8 thì nó sẽ cho chúng ta xem lại cả hai tấm ảnh đó. Còn với iPhone 8 Plus thì nó sẽ lưu lại và chúng ta có thể chỉnh sửa sau này. Nhưng mà mình cảm thấy rất ấn tượng với cái tính năng này của nó, bởi vì các bạn có thể thấy này, cái đường viền của nhân vật cắt rất chuẩn. Giống như là kiểu mình sử dụng Photoshop vậy, chứ không phải là phần mềm nó tự cắt cho mình. Và cái ánh sáng họ đánh vào nó rất là tự nhiên, và mình không có cảm giác như là nó là một cái phần mềm xử lý. Và đây là chiếc iPhone 8 Plus phiên bản 64GB với mặt lưng bằng kính. Và nằm sau cái mặt lưng này chính là cái anten để chúng ta có thể sạc không dây. Và lát nữa thì mình sẽ thử xem là cái sạc không dây chuẩn chi nó có tương thích với chiếc iPhone 8 Plus này hay không. Và có một tin vui dành cho tất cả các bạn, đó là những ai mà muốn trải nghiệm chiếc iPhone 8 Plus cũng như là trên tay và so sánh với cả Samsung Galaxy Note 8 phiên bản chính thức được bán ra ở Việt Nam thì có thể đến với Di Động Việt tại số 75 Trần Quang Khải lúc 6 giờ tối nay, lúc 18 giờ đó, để chúng ta cùng nhau có một buổi offline nho nhỏ, cà phê và cùng trải nghiệm với nhau những chiếc điện thoại mới nhất trên thị trường này. Còn bây giờ thì video mở hộp ở trên tay nhanh iPhone 8 Plus chúng ta đến đây kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.